tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu sức khỏe đi xuống làm không thấy dư. Tử vi tháng 5 âm lịch cho biết, người tuổi sửu gặp khá nhiều nguy hiểm liên quan tới vấn đề sức khỏe lẫn công việc, lại thêm ảnh hưởng của tiểu hao nên tiền vào bao nhiêu thì hết bảy nhiêu. Nếu bản mệnh thấy sức khỏe của bản thân đi xuống hoặc gặp phải những chuyện không đâu thì cũng có những điều dễ hiểu vì hẹn đã đến thì không ai cản được. Điều quan trọng là con giáp này có dám đối diện hay không mà thôi. Bản thân vẫn còn yên ổn là điều đáng mừng nhất rồi. Người tuổi Sửu giữ thái độ khoan dung, tôn trọng ý kiến của người khác và tránh những tranh chấp không đáng có với mọi người. Nóng giận làm hỏng mọi việc ngày tức khắc. Bằng cách tử tế với người khác, bạn có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên sung sẻ hơn và tránh được nhiều tai họa ập tới. Còn giáp người tuổi Sửu cần phải chủ động đối mặt với những thay đổi trong cuộc sống, giữ thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, tin vào khả năng và trí tệ bản thân, tin rằng mọi chuyện sẽ tiến về phía trước. Xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. một Luận về phương diện công danh, sự nghiệp Thiên hình, hùng tinh nhắc nhở những chú trâu cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xung quanh mình, thậm chí sẽ phải nghe những lời phù khổng vô căn cứ, nhưng bạn vẫn phải nhẫn nhịn để cho công việc được tốt đẹp và tránh ánh nhìn của xếp trên bạn nào mới dẫn thân vào công việc buôn bản bất động sản cần phải chú ý nội dung chi tiết của hợp đồng kỹ với khách coi chừng bị lừa hoặc bị lật kèo vào phút chót. Khoảng giữa cuối tháng e rằng sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khiến cho công việc bị thay đổi, việc dễ bị đổ oan hoặc chèn ép. Khi đi làm là điều khó tránh, cần có những biện pháp để phòng tránh từ giờ hạn chế buôn chuyện càng nhiều càng tốt. Không ai phủ nhận những chú trâu là người thông minh, chăm chỉ nhưng lại vì ý chỉ quá kiên cường, đôi khi có phần cao ngạo, ăn nói lấn ác người khác nên rất dễ rơi vào những cuộc tranh đấu không đoán định trước. Đặc biệt là với các bạn trẻ, hãy cẩn thận cách ăn nói của mình. 2. Vận trình tài lộc theo tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024, đối với con giáp người tuổi sửu tiền vào rồi lại ra nhanh như chớp. Thêm ảnh hưởng xấu của tiểu hao nên những chủ trâu cũng không thể tích góp được nhiều tiền bạc trong tháng 5 âm lịch này. Thẳng canh ngò thời tiết khiến bạn cảm thấy đỡ mệt hơn nhưng khi đi xa thì nhiều người cần phải thận trọng nhiều hơn trong vấn đề di chuyển coi chừng hầm hốc xe cộ mất tiền oan vì sửa xe ở nơi không uy tín bị công an giao thông phạt lỗi hoặc bị mất vĩ tiền tháng này, chi tiêu nhiều hơn và cũng có những khoản chi ngoài dự tính không nên đầu tư những quy mô lẫn rất dễ mắc kẹt khó tìm lối thoát cho bản thân dẫn tới bí bách phải vay mượn trong nhà người thân. Ai muốn mua đất mua nhà khoan vội trong tháng năm âm lịch này hãy chờ đến lúc khác thì tháng này bạn mua rất dễ bị hở giá gặp khó khăn trong việc làm sổ đỏ, giấy tờ mua bán khiến bản thân phải bỏ ra số tiền lớn để giải quyết cho xong việc bạn nào làm trong ngành vận chuyển hoặc buôn bán hàng số lượng nhỏ cũng nên cất tiền cẩn thận kẹo đánh rơi tiền trên đường đi hoặc là mất hàng hóa có giá trị lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo những bạn mới quan tâm chuyện tình cảm thì cần phải cẩn thận khi tiếp xúc với những người lạ, không nên quá nóng vội tiến tới việc hẹn hò, hứa hẹn chuyện này chuyện kia với nhau. Đầu tháng, nếu có kế hoạch trang trí, sửa chữa lớn thì nên cẩn trọng coi chừng vợ chồng lại cãi cọ nhau to tiếng, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, hàng xóm láng giềng, nghe được lại nói ra, nói vào. Chú ý khi tham gia giao thông cũng cần phải tránh uống rượu bia, tránh xung đột đấu khẩu với người khác, kẹo dẫn đến pháp lực rắc rối và tổn thời gian lẫn tiền bạc. 4 luận về phương diện sức khỏe tháng năm âm lịch này nhắc nhở những chủ trâu nên duy trì thói quen sinh hoạt tốt, tập thể dục thường xuyên và phù hợp, ăn uống cân bằng, giữ tâm trạng vui vẻ, tránh lo xa hay lo lắng, cẩn thận, có thời gian tránh để bản thân suy nghĩ quá nhiều, hãy thư giãn nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, không tham công tiếc việc khám sức khỏe định kỳ là điều cần thiết đối với bạn trong tháng 5 âm lịch này để phát hiện kịp thời các vấn đề và duy trì sức khỏe tốt. Nếu thấy trong người không khỏe có vấn đề thì nên cẩn thận đi khám sớm càng sớm càng tốt, kẹo bệnh tinh càng ngày càng nặng thêm, tổn công chạy trợ, tổn tiền mà lại không được gì. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu vào tháng 5 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi kể sửu mệnh hỏa, năm sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Công việc vất vả, thức khuya, dậy sớm, thường xuyên bị đau đầu do bị tiền đình nhẹ. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi tỵ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi Mùi màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 2 tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Bạn cần chuỗi ý hòa từ miệng mà ra, càng nổi thì càng có họa, nên ít nổi sẽ bất họa. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng. Ba, Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh Mộc. Nam sao kẻ đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Bạn bè chơi với nhau thần đỉnh mấy cũng không nên tin tưởng một cách hoàn toàn. Quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi tỷ tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu đen. 4. Tuổi ất sửu, mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, dễ mất tiền vì những chuyện không đâu, tâm trạng chán nản. Quý nhân phù trợ, tuổi hợi tuổi mão Tiểu nhân, tuổi thân, tuổi dân, màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng đồng. Năm tuổi đinh sửu năm 1997 mệnh thủy, năm sao la hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, cẩn thận bị người khác lừa tình, yêu đương phải coi chừng kẻ thứ ba. Quý nhân phù trợ tuổi sửu, tuổi tý, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím.